tuyển tập truyện ngắn Tình đơn phương, nhiều tác giả, người đọc Trân Châu. Bức thư tình của người đàn bà không quen, tác giả Stephen West. Đoạn 4. Trong 2 tháng trời, ngày nào em cũng đến lục hồn thư lưu. Nhưng mà thôi, tại sao lại mô tả cho anh nghe những đau đớn dày dò, những cực hình quả ngục của chờ mong và thất vọng làm gì? Em không kết tội anh, em yêu anh đúng như con người thật của anh, sôi nổi và chóng quên, tận tâm và phụ bạc. Em yêu anh, con người như thế, nguyên như thế thôi, như xưa nay và đến bây giờ anh vẫn là thế. Anh trở về đã lâu, những khung cửa sổ sáng đèn ở phòng anh cho em biết thế. Mà anh không viết cho em một dòng, em không được một dòng nào của anh. Giờ đây, đến phút cuối cùng của đời em, không được lấy một dòng của đời anh. Anh, con người mà em đã trao cho trọn vẹn cả cuộc đời, em đã chờ đợi như một kẻ chết đuối. Nhưng anh không gọi em, anh không viết cho em lấy một dòng, không được lấy một dòng nhỏ nào. Con em chết hôm qua, đó cũng là con anh. Phải, anh yêu của em ơi, đó cũng là con anh, đứa con của một trong 3 đêm ấy. Em thề với anh như thế, và người ta không thể núp dưới bóng của cái chết mà nói dối, phải không anh? Nó là con chúng ta, em thề với anh như vậy. Bởi vì cái lúc em trao thân cho anh đến khi em quằn quại trong cơn đau đẻ, không hề có một người đàn ông nào chạm đến người em. Sự giao tiếp với anh đã làm cho thân thể em trở nên thiêng liêng trước mắt em. Làm sao em có thể chia sẻ thân em giữa anh, vốn là tất cả đối với em, và những kẻ khác chỉ khẽ lướt qua đời em. Đó là con chúng ta, anh thương yêu à. Đứa con của mối tình em ý thức rõ ràng, và của sự âu yếm vô tư hào phóng hầu như tự động của anh. Con của chúng ta, con trai của chúng ta, đứa con độc nhất của chúng ta. Nhưng bây giờ anh có muốn biết, có lẽ anh hoảng sợ, cũng có thể anh chỉ ngạc nhiên mà thôi. Giờ đây anh có muốn biết rằng, anh yêu thương của em ơi, tại sao trong suốt những tháng năm dài ấy, em đã giấu không cho anh biết là có đứa con ấy? Và tại sao đến hôm nay mới nói cho anh biết là có đứa con? Khi nó nằm kia, ngủ yên trong bóng tối, ngủ yên mãi mãi, đã sẵn sàng ra đi và không bao giờ trở lại nữa. Trước đây, làm sao em dám nói với anh điều đó kia chứ? Anh sẽ không khi nào tin em, người con gái xa lạ, quá dễ dàng ưng thuận chiều anh 3 đêm ấy, sẵn sàng trao thân không chút do dự, thậm chí còn cuồng nhiệt nữa. Ác hẳn, anh không khi nào tin được rằng người đàn bà vô danh gặp gỡ thoáng qua lại có thể giữ lòng chung thủy với anh. Phải, với anh, con người bội bạc, anh chẳng đời nào chịu nhận đứa bé ấy là con anh mà không nghi hoặc. Ngay cả nếu anh cho những lời em nói là có lý, anh cũng không đời nào gạt bỏ được mối nghi ngờ là em định tìm cách gán cho anh cái ngôi cha của đứa trẻ xa lạ. Bởi vì anh giàu có, anh hẳn sẽ ngờ vực em, giữa anh và em sẽ có một cái bóng nhập nhọn và vật vờ của hoài nghi. Em không muốn thế. Giả lại, em hiểu anh, em hiểu anh đến mức chính anh cũng khó lòng tự hiểu mình như thế. Em biết rằng bản tính vốn thích sự vô tư, nông nổi và vui chơi trong tình yêu, anh sẽ khổ tâm khi thấy mình đột nhiên trở thành bố, đột nhiên phải chịu trách nhiệm về một số phận. Anh, con người vốn chỉ có thể hít thở trong sự tự do, anh cảm thấy bị cột chặt vào đời em theo một cách nào đó. Anh sẽ căm ghét em một cách lờ mờ, ngược với ý muốn của anh. Vì sự ràng buộc ấy, anh sẽ thấy em thật bị ổi, anh sẽ ghét em, có thể chỉ trong vài giờ, có thể chỉ trong khoảng ngắn ngủi một vài phút. Nhưng trong lòng tự ái của em, thì em muốn suốt đời anh nghĩ đến em không gần một phần mây. Em thà hứng lấy tất cả, chứ không chịu trở thành gánh nặng cho anh. Em muốn là người duy nhất trong số những phụ nữ đã đi qua đời anh được anh nghĩ đến với tình cảm yêu đương và biết ơn. Nhưng thực ra không bao giờ anh nghĩ đến em, anh đã quên em rồi. Em không kết tội anh đâu, anh yêu thương. Không, em chẳng hề kết tội anh. Hãy tha thứ cho em,
Nếu khi có một giọt đắng cay chua chát chảy trong ngòi bút của em, hãy tha thứ cho em, bởi vì chẳng phải là con em, con chúng ta đang nằm kia dưới ánh sáng lay lắc của những ngọn nến đó sao? Em đang giơ nắm tay về phía Thượng Đế và em gọi người là kẻ tội phạm. Lòng em, giác quan em mông lung và rối bời. Hãy tha thứ cho em về sự than vãn này, tha thứ cho em. Em biết trong thâm tâm anh rất tốt và hãy cứu độ. Anh sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến anh, thậm chí giúp cả người xa lạ nhất. Nhưng lòng tốt của anh thật kỳ lạ. Đó là một lòng tốt rộng mở với tất cả mọi người, ai cũng có thể vụt vào đầy tay được. Nó rất lớn, rất mênh mang, vô cùng tận. Nhưng tha lỗi cho em, nó thật ơ hờ. Nó muốn người ta phải bao vây nó, bức bách nó. Sự giúp đỡ của anh chìa ra khi nào người ta kêu gọi, khi nào người ta cầu xin. Anh thuận tình ủng hộ vì thẹn thùng, vì yếu đuối, chứ không lấy đó làm vui thích. Cho phép em nói thẳng ra, tình yêu của anh thường thiên về anh em bạn bè đang sung sướng, chứ không phải về người đang trong cảnh khốn khó. Và những người như anh, ngay cả những người tốt nhất trong số đó, thật khó mà mở miệng ra cầu xin họ một điều gì. Một hôm, hồi còn nhỏ, qua lỗ cửa tròn, em đã thấy anh bố thí cho một người ăn mày gõ cửa nhà anh như thế nào. Anh đã cho họ ngay lập tức, thậm chí cho khá nhiều, không cần phải để gian nài. Nhưng anh đã chìa của bố thí ra với một chút lo ngại, có phần hơi hấp tấp, tỏ rõ là anh muốn lão ta mau mau đi cho rảnh mắt. Dường như anh sợ nhìn vào mắt lão. Cái cách cho dội cho vàng ấy, anh lo ngại ấy, nỗi sợ phải nghe người ta cảm ơn ấy, em không bao giờ quên được. Và chính vì thế mà em không bao giờ ngỏ lời với anh. Chắc chắn là anh sẽ cứu giúp em. Em biết, thậm chí không cần biết đích xác có đúng con mình hay không, chắc chắn anh sẽ an ủi em, cho em tiền, thật nhiều tiền. Nhưng bao giờ cũng với cái nôn nóng và ngấm ngầm mong muốn rũ bỏ những điều khó chịu. Phải, thậm chí em cho rằng anh có thể dụ em phá thai đi nữa kìa. Và đó là điều em sợ hơn hết thảy. Bởi vì khi mà anh đã yêu cầu thì còn có gì mà em không làm nữa. Làm sao em có thể từ chối anh điều gì? Nhưng đứa con ấy là tất cả đối với em. Nó từ anh mà ra, đó cũng là anh. Không phải đích thị một con người sung sướng và vô tư mà em không giữ được, mà là anh mãi mãi của em. Em nghĩ thế, mãi mãi thuộc về em, bị cầm tù trong thân thể em, buộc chặt vào đời em. Giờ đây, cuối cùng em đã nắm được anh. Em có thể cảm thấy anh sống và lớn lên trong huyết quản em. Em được nuôi anh, cho anh bú. Và khi nỗi khát khao bùng cháy tâm hồn, phủ kín người anh những cái hôn, những vuốt ve mơn trớn. Anh yêu, anh thấy đó. Chính vì vậy mà em sung sướng biết bao khi biết mình đang mang trong bụng một đứa con của anh. Chính vì vậy mà em giữ kín không nói với anh điều đó. Bởi lẽ giờ đây anh không thể thoát được em nữa rồi. Anh yêu thương, đành rằng không phải chỉ có những ngày tháng hạnh phúc như em đã dội mừng trước trong tư tưởng, cũng có những ngày tháng đầy kinh khủng và dai dứt, đầy ghê tởm trước sự hèn hạ của con người. Tình cảm em không phải dễ dàng, nhưng những tháng cuối cùng sắp đến kỳ sinh nở, em không thể đi làm được nữa vì sợ chủ phát hiện ra và báo cho bố mẹ em biết. Em không muốn xin tiền mẹ, cho nên trong thời gian từ đó đến lúc ở cử, em sống bằng tiền bán một số đồ trang sức mà em có. Một tuần lễ trước khi đẻ, một bộ thợ giặt đánh cắp của em một số tiền ít ỏi còn lại trong tủ. Thành thử, em phải đến nhà hộ sinh làm phúc. Chính ở đó, ở cái nơi mà chỉ có những người đàn bà nghèo khó nhất, những người bị xua đẩy, những người bị quên lãng mới tới nương náu trong cơn cùng quẫn. Ở đó, giữa những sự lầm than gớm guốc nhất, chính ở đó, con anh đã ra đời. Cái nhà thương đó thật đáng sợ. Ở đó đều xa lạ, và chúng em nhìn nhau như những kẻ xa lạ. Chúng em nằm sống sượt đấy, cô đơn và đầy lòng thù ghét lẫn nhau, không hề có một quan hệ nào khác ngoài việc cùng chung cái cảnh ngộ lầm than đau đớn. Nó buộc chúng em phải kiếm một chỗ trong căn phòng này với không khí ung độc, đầy thuốc mê và máu, đầy tiếng kêu khóc rên rỉ.
Tất cả những gì là nhục nhằn, là xúc phạm về tinh thần và thể xác mà sự nghèo nàn phải chịu đựng, em đã nếm đủ trong sự ăn chung ở lộn với đám gái mại dâm và những người bệnh. Vì họ mà sự cộng đồng số phận của chúng em trở thành một mối ô nhục chung. Em đã phải chịu đựng những cái đó dưới sự trắng trợn của những viên y sĩ trẻ, miệng nhếch cười mỉa mai, tay nhấc mình trải giường sờ soạn những thân hình đàn bà không gì che chở, diễn gớ sằng bậy làm gì lợi ích khoa học. Em đã chịu đựng những cái đó trước những con mắt hào háo của những nữ y tá. Ôi, ở trong cái phòng này, sự e thẹn của con người chỉ gặp toàn những cái nhìn như đóng đinh câu rút và những lời như roi quất. Tất cả chỉ còn là một cái tên ghi trên một tấm bảng, bởi vì cái nằm trên giường chỉ là một khối thịt phập phồng cho những kẻ hiếu kỳ sờ mó, và chỉ còn là một vật để triển lãm và nghiên cứu. Ôi, những người đàn bà đẻ con cho chồng ngay tại nhà mình, trong sự nâng giấc triều mến của chồng, họ không biết thế nào là sinh nở khi chỉ có một thân một mình, không ai che chở, tình hình như một cái bàn thí nghiệm y học. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp chữ địa ngục trong một cuốn sách nào đó, bất giác em lại nghĩ ngay đến căn phòng đó, nơi em đã trải qua bao đau đớn ê chề, giữa những mùi hôi thối, những tiếng rên rẫm, những cái cười và những tiếng kêu nồng nặc báo của những người đàn bà chồng chất lên nhau. Căn phòng mà đối với cái giới tính e thẹn của chúng em quả là một lò sát sinh thật sự. Hãy tha thứ cho em, tha thứ cho em vì đã kể điều đó với anh. Nhưng chỉ có đọc một lần này thôi, em sẽ không bao giờ nói với anh về chuyện đó nữa, không bao giờ nữa. Trong 11 năm trường, em đã không hề hé răng nói nửa lời, và chẳng bao lâu nữa em sẽ vĩnh viễn câm lặng. Em sẽ phải kêu to lên một lần cái giá em phải trả để có được đứa con ấy, đứa con đã từng là hạnh phúc tuyệt vời của em và giờ đây đang nằm kia bất động. Em đã quên những giờ ấy, đã quên từ lâu trong nụ cười, trong giọng nói của thằng bé. Niềm hạnh phúc của em, nhưng bây giờ nó chết rồi. Nỗi cực hình của em sống lại, và em cần làm nhẹ bớt nỗi lòng bằng cách kêu to cái đau ấy lên một lần thôi. Nhưng không phải em kết tội anh đâu, em chỉ kết tội Thượng Đế, kết tội riêng Thượng Đế đã muốn gây ra cái cực hình vô lối ấy. Em không kết tội anh, em thề là như vậy. Và trong em cơn phẫn nộ không bao giờ em chống lại anh, ngay cả trong giờ phút đau đẻ quằn quại, ngay cả khi thân thể em nóng rang vì xấu hổ trước những sinh viên ngoại trú trẻ tuổi hào háo nhìn em, ngay cả trong giây phút tâm hồn em tan nát vì đau đớn, cũng không bao giờ em kết tội anh trước Chúa, không bao giờ em hối tiếc chút gì về những đêm chung sống với anh, không bao giờ mối tình của em đối với anh gợn lên một lời trách móc. Bao giờ em cũng yêu anh, bao giờ em cũng cầu phước lành cho cái giờ đã run rủi em gặp anh. Và Di Bằng có phải trả lại cái địa ngục của những giờ đau khổ ấy, dù có biết trước những điều chờ đợi mình, thì anh yêu ơi, em vẫn làm lại đúng những điều em đã làm, một lần nữa, ngàn lần nữa. Con chúng ta chết rồi, anh chưa hề biết nó, chưa bao giờ, ngay cả một cuộc gặp mặt tình cờ thoáng qua. Cái nụ hoa bé bỏng từ anh sinh ra ấy được ánh mắt anh chạm tới. Từ khi có đứa con ấy, em lánh mặt anh một thời gian dài. Mối tình sôi nổi của em đối với anh bớt đau đớn hơn. Thậm chí, em còn tưởng là em không yêu anh say mê như trước nữa. Ít ra thì mối tình đó cũng không hành hạ em khổ sở đến như thế nữa. Cho nên, em biến tất cả sức lực không phải cho anh mà cho đứa bé đang cần em, mà em phải nuôi, mà em có thể bồng lên trên tay, mà hôn khắp mình mẩy. Em như được giải thoát khỏi nỗi bối rối anh đã gieo vào tâm hồn em, như rước ra khỏi cái số mệnh khốn khổ của mình, rút cuộc lại được cứu vớt bởi bản thân anh dưới hình dạng khác, nhưng thật sự thuộc về em. Và quả quằn, phải quả quằn lắm em mới lại cung cúc mang khối tình em đến trực trước nhà anh. Em
Chỉ duy nhất có một điều, cứ đến sinh nhật của anh, em lại gửi đến anh một bó hoa hồng trắng, giống hệt như những bông hoa anh đã tặng em sau đêm ân ái đầu tiên của chúng ta. Có bao giờ trong suốt 10, 11 năm ấy, anh tự hỏi là ai đã gửi hoa cho mình không? Liệu anh có nhớ cô gái mà một hôm anh đã cho những bông hồng giống như thế không? Em chả biết nữa, và em sẽ không bao giờ biết câu trả lời của anh. Về phần em chỉ cần bí mật tặng anh những bông hồng đó và mỗi năm một lần làm nở lại kỷ niệm về giờ phút ấy. Anh chưa hề biết nó, đứa con tội nghiệp của chúng ta. Giờ đây em thấy giận mình là đã giấu biệt nó, khuất mắt anh. Nếu không, chắc chắn anh phải yêu nó. Anh chưa hề biết mặt nó, thằng bé tội nghiệp. Anh chưa bao giờ thấy nó mỉm cười khi nó khẽ hé răng mà ngước đôi mắt đen, thông minh, đúng là mắt anh, rọi ánh sáng tươi trong và chưa vẻ vào em, vào tất cả thế gian. Ôi, nó thật nhộn, thật đáng yêu. Tất cả cái duyên dáng của con người anh lặp lại trong nó mãnh liệt và sôi động của anh. Trong hàng giờ liền, nó có thể nô giỡn như một đồ vật, như anh thích đùa vui với cuộc đời. Rồi nó trở lại nghiêm chỉnh, ngồi trước chồng sách, lông mày nhíu lại. Càng ngày nó càng giống anh, thậm chí ở nó đã bắt đầu phát triển khá rõ cái lưỡng tính vừa nghiêm nghị vừa hồ hởi, vốn là đặc điểm của anh. Và nó càng giống anh, em càng yêu nó. Nó học tiếng Pháp khá và nói như một con khứu con. Vở nó sạch nhất lớp, thêm vào đó, sao mà nó xinh xẻo trang nhã trong bộ quần áo nhung đen hoặc bộ đồ lính thủy trắng. Đi đâu, nó cũng nổi bật nhất. Khi hai mẹ con em đi trên bãi tắm Crado, nhiều bà cứ đứng lại vuốt ve mớ tóc dài vàng ống của nó. Nó đi xa trượt, ai cũng phải quay lại nhìn thán phục. Nó xinh đẹp biết bao, tế nhị biết bao, ân cần biết bao. Năm ngoái, khi nó vào nội trú ở trường Marie Therese, nôm cái dáng nó cầm cái kiếm nhỏ và bộ đồng phục cứ như là một tím đồng thế kỷ 18 ấy. Giờ đây, tội nghiệp thằng bé, nó nằm đó, trên mình chỉ có chiếc sơ mi ngắn tay, đôi môi nhợt nhạt, hai bàn tay chấp lại. Nhưng có lẽ anh cũng muốn biết em làm thế nào để nuôi con như vậy trong sự xa hoa. Em làm thế nào để nó có thể sống cuộc đời rực rỡ, vui tươi của những đứa trẻ trong giới thượng lưu. Anh thương yêu, em nói với anh giữa trùng trùng bóng tối. Em không xấu hổ, em xin nói ra cho anh biết đây. Nhưng anh đừng sợ anh yêu của em đã bán mình. Em không phải chính cống là một gái làng chơi đón khách ngoài phố, một gái điếm. Nhưng em đã bán mình. Em có những người bạn giàu, những người yêu có của. Thoạt đầu em tìm họ, sau rồi chính họ đi tìm em. Bởi vì không biết anh có bao giờ nhận thấy thế không, em rất xinh. Người đàn ông nào được cùng em chăn gối đều thương mến em. Tất cả đều biết ơn em. Tất cả đều tha thiết với em. Tất cả đều yêu em. Tất cả trừ anh. Phải, chỉ có mình anh. Ôi anh yêu của em. Giờ đây em đã bộc lộ với anh là em từng bán mình. Anh có khinh em không? Không, em biết anh không hề khinh em. Em biết anh hiểu hết tất cả. Và anh cũng nên hiểu là sở dĩ em hành động như vậy, nó hoàn toàn là vì cái tôi khác của anh, vì con anh. Trong cái phòng ở nhà hậu sinh làm phúc kia, một hôm em đã tiếp xúc với những gì là kinh khủng của sự nghèo hèn. Em biết rằng trên đời này, người nghèo bao giờ cũng là nạn nhân, là kẻ bị người ta dúi xuống, chà đạp, giày xéo lơ. Và bằng bất cứ giá nào, em cũng không muốn cho con anh, đứa con đẹp của anh, lớn lên ở nơi bùn lầy nước đọng dưới đáy xã hội, hư hỏng đi trong sự tiếp xúc thô lỗ với bọn đầu đường xó chợ, héo hắt trong không khí xú uế của một cái sân sao. Không thể để cho cái miệng thanh tao của nó biết ngôn ngữ yêu tà, cũng như không thể để thân hình trong ngọc trắng ngà của nó biết đến vải thô, móc meo sần sùi của người nghèo. Con anh phải được hưởng mọi thứ, tất cả sự giàu sang và tất cả tiện nghi trên trái đất. Nó phải đạt đến mức sống của anh. Đó là lý do duy nhất khiến em bán mình. Đối với em, đó không phải là một sự hy sinh, bởi vì cái mà người ta thường gọi là danh dự hay điếm nhục đều không có dưới mắt em. Khi người làm chủ cuộc đời em lại không yêu em,
thì cái thân thể của em muốn làm gì em cũng dửng dưng. Những cái vuốt ve của đàn ông, thậm chí mối tình sâu sắc nhất của họ, không hề làm trái tim em rung động. Mặc dù em rất trân trọng nhiều người trong số đó, và nhiều lần thường cảm thấy thường xuyên thương hại trước tình yêu không được đền đáp của họ. Nó gợi nhớ đến số phận của chính em. Tất cả những người em quen đều tốt với em, tất cả đều chiều em, tất cả đều trọng em. Nhất là một vị bá tước quá dở và có tuổi, chính ông đã chồn chân đạp cửa trường Marie Therese để buộc họ phải nhận một đứa bé không cha là con anh vào học. Ông yêu em như tình cha con. 3-4 lần ông ngỏ lời cầu hôn. Lẽ ra ngày nay em đã là nữ bá tước, chủ nhân một lâu đài thần tiên ở vùng Tyrol. Đáng lẽ em không phải lo lắng gì, bởi vì thằng bé sẽ có một người cha dịu dàng yêu nó đến mức tôn sùng, và em thì có một người chồng quý phái, tốt và hiền hậu. Nhưng em đã không nhận lời anh, mặc dù ông luôn gặng hỏi rất khăng khăng, mặc dầu sự từ chối của em làm ông đau đớn. Có lẽ em đã phạm một điều điên rồ, bởi vì nếu em nhận lời thì bây giờ em đã yên ổn có một nơi nào đó cùng với đứa con trai. Nhưng tại sao lại không thú thật luôn với anh? Em không muốn ràng buộc mình, em muốn lúc nào cũng thuộc quyền anh sử dụng. Ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, trong tiềm thức của em vẫn còn sống một mơ ước trẻ con ấp ủ, là biết đâu anh sẽ gọi đến em một lần nữa, dù chỉ một tiếng đồng hồ. Và chờ đợi khả năng ấy, em đã cự tuyệt tất cả, bởi vì em muốn ngay từ tiếng gọi đầu tiên của anh em đã sẵn sàng. Cuộc đời em kể từ em bước ra khỏi thời thơ ấu có bao giờ là cái gì khác ngoài sự chờ đợi im muốn của anh?